Chỉ là tặng thiệp thôi mà. Sao mà hồi hộp thế không biết. Dưới cái thằng này làm tao giật hết cả mình. Mày, anh tân chúc em giáng sinh vui vẻ. Mày ghi cái mũi thế này thôi á? Trả tao đây. Trả tao? Mày nói xem, mày tặng ai thì tao mới trả mày. Mày biết rồi còn hỏi. Mày có ghi tên rồi mà tao biết. Thôi, tao biết rồi. Mày tặng cho Thảo đúng không? Biết cái đầu mày ấy. Thôi, trả tao đây, nhanh lên. Khoan đã. Thế thì ai được nhỉ? Tao biết rồi. Mày tặng cho cái Linh đúng không? Ôi, tao mệt với mày quá đấy. Không phải. Thế tặng ai? Nói sao nào? Tao tặng An. Sao cơ? Sao lại tặng An? Sao tao lại không được tặng An? Thì nhóm có 4 đứa chơi thân với nhau, mày lại tặng An. Không lẽ mày có ý với An à? Thế là bạn thân thiếu được tăng thiệp à? Mà tình cảm cái gì chứ? Mày đừng có nghĩ lung tung. Thế mày có tặng cho cái Huyền không? Không có. Đấy, 4 đứa chơi thân với nhau, mày tặng cho cái An mà lại không tặng cho cái Huyền thì chứng tỏ mày có ý đâu còn gì nữa. Ý gì lấy gì? Thôi, cứ nói thật đi, tao giúp cho. Thì ừ đấy, tao thích An nhưng mà không dám tặng cho. Đấy, mày cứ nói thẳng như thế có phải sao không? Để đấy, tao giúp cho, nhá. Mày nói thật á? Yên tâm, tao giúp được, nhá. Thế thì hay quá. Mày tặng cho An giúp tao nhá. Tao đi nhá. Yes. Huyền, bà vẫn còn ở đây à? À, tôi đi mua nước nên bây giờ mới về. À mà này, Giáng sinh bà có dự định gì chưa? Ôi dồi ôi, dự định cái gì chứ? Bài tập tôi còn chưa làm xong cái kìa. Bài tập dễ mà, làm nhanh thôi. Đấy là bà học giỏi nên mới nói thế thôi. Chứ tôi thì làm lâu lắm. Ô, may quá, hai bà ở đây à? Thằng Tân nó có nhờ tôi tặng thiệp. Tân tặng cho tớ á? Thì... Tớ biết ngay mà. Thôi, hai cậu về sau nhá. Tớ về trước, viết thiệp tặng lại cho Tân đây. Tớ cũng muốn có thiệp để tặng. Cậu nói cái gì đấy? Lo mà thi tốt nghiệp đi. Tớ có việc, tớ về trước đây. An ơi. An. Chào cậu, có chuyện gì thế? Không có gì đâu. Không biết là cậu đã nhận được chưa nhỉ? Nhận được gì? Cậu nói gì tớ không hiểu. Kìa, Tân, An. May quá, hai cậu vẫn còn ở đây. Tớ lại cứ tưởng tớ đi muộn rồi chứ. Còn sớm mà, cậu đừng lo. Tớ cảm ơn cậu vì tấm thiệp nhá. Tớ cũng tặng lại cho cậu này. Chúc cậu giáng sinh vui vẻ nhá. Cảm ơn cậu. Nhưng mà cậu cảm ơn tớ với tấm thiệp nào nhỉ? Tớ không hiểu. Chẳng phải cậu nhờ Ân đưa cho tớ sao? Cái gì cơ? Ân nói là tớ tặng cho cậu á? Đúng rồi. Có An làm chứng mà. Nếu cậu không tin, cậu cứ hỏi An mà xem. Đúng rồi đấy, Ân bảo cậu tặng cho Huyền mà. Ân... Trời ơi, cái thằng Ân này. Huyền à, thực sự thì tấm thiệp đó không phải là tớ tặng cậu. Người tớ muốn tặng là... Cậu nói sao? Sao lại như vậy chứ? Cậu đang đùa giỡn tớ phải không? Không có gì, chỉ là hiểu nhầm thôi. Cậu... Đủ rồi, cậu đừng có giải thích nữa. Tớ hiểu rồi. Huyền, cậu nghe tớ giải thích đã. Cậu làm cái gì thế? Cậu có biết cậu làm như thế Huyền sẽ tổn thương như thế nào không? An, tớ không cố ý mà. Rõ ràng là tớ đưa cho Ân để nhờ Ân tặng cho cậu.
chứ không phải là tặng cho Huyền. Cậu nói sao? Cậu tặng cho tớ á? Đúng vậy, tớ tặng cho cậu. Thế sao cậu không đưa trực tiếp cho tớ đi, mà phải thông qua anh để mọi chuyện phức tạp như thế kia? Tớ cũng không ngờ là mọi chuyện thành ra như này. Tớ không ngờ là anh lại đưa nó cho Huyền. Hai cậu đúng là quá đáng mà, mang chuyện tình cảm với đùa giỡn như thế. Tớ phải đi gặp anh, hỏi cho ra lẽ mới được. Anh! Sao? Làm việc xấu cho nên không dám đi học à? Tớ có làm cái gì đâu. Cậu còn nói không làm gì à? Cậu làm cho Huyền hiểu nhầm và tổn thương rồi đấy. Là do cậu ấy chứ không phải do tớ đâu. Rõ ràng tớ còn chưa nói là tên tặng thiệp cho ai, thì cậu ấy đã giật lấy, nó tự nhận. Cậu nói thế mà nói được à? Cậu không có miệng sao? Cậu có thể nói rõ cơ mà. Đúng đấy, là tớ cố tình làm sai đấy. Như thế đã được chưa? Vì tớ thích cậu, tớ không muốn cậu với Tân thành một đôi, nên tớ mới làm thế đấy. Cậu muốn làm gì thì làm, tớ đã xong rồi đấy. Cậu đi xin lỗi Huyền đi, tớ có việc phải đi trước đây. Thưa chủ tịch, em vừa hay tin là cô gái chủ tịch nhà em tìm tháng sau kết hôn rồi ạ. Cái gì? Cưới á? Em muốn thiệp cưới đây ạ. Lễ thành hôn của Hồng An và Hoàng Đức à? Chỉ còn 10 ngày nữa thôi sao? Không được rồi, tôi phải về quê một chuyến. Dạ vâng, để em chuẩn bị xe ạ. Cái bà này, bạn bè đến chơi mà chẳng chịu tiếp gì cả. Lần sau tôi không đến chơi nữa đâu đấy nhá. Cái bà này, hay thật đấy. Ngày nào bà cũng đến đây bắt tôi nghe bà kể chuyện tình yêu. Sớm muộn gì tôi cũng bị đuổi việc mất. Đây đây, bà ngồi xuống đây. Ngồi xuống một chút thôi. Này, bà xem, anh người yêu mới của tôi thế nào? Lại người yêu mới? Thế tôi bảo không được thì sao? Bà có yêu tiếp không? Cái bà này. Đấy, bà hỏi tôi làm gì cơ chứ? Tôi nói sao bà vẫn yêu cơ mà. Giống như người cũ của bà ấy. Tôi nói không được bà có nghe tôi đâu. Cuối cùng thì sao? Thôi thôi, bà đừng có nhắc đến ông ấy nữa đi. Ông ấy là trường hợp ngoại lệ rồi. Bà xem, anh người yêu mới của tôi thế nào. Mệt với bà tới đây. Đâu? Đây. Đưa tôi xem nào. Xem đi. Được không? Trông cũng ra dáng đàn ông phết nhở. Ông này có vẻ hợp với bà đấy. Thật á? Thế thì may quá. Thôi, tạm biệt bà nhá. Tôi đi mua đồ Tết với anh ấy đây. Tôi đi nhá. Thì ra là đi gặp khách hàng, là để đi chơi với người yêu à? Dạ, em chào giám đốc ạ. Em không có. Anh ấy cũng là khách hàng của em mà. Thôi được rồi, tôi sẽ trừ cô một ngày lương. Coi như là cảnh cáo cô. Lần sau mà còn như thế thì đừng có trách tôi đấy. Sao lại như thế ạ? Rõ ràng em làm việc rất tốt cơ mà. Này Ân, cậu quá đáng của tôi. Dù sao cũng là bạn học cũ với nhau, chơi với nhau bao năm, sao cậu lại đối xử với Huyền như thế? Huyền làm việc rất tốt cơ mà. Thằng Ân của ngày xưa ấy, chết rồi. Nhưng mà An đã lên tiếng như thế thì tôi sẽ bỏ qua cho cô, xem như là không gặp cô ở đây. Dạ, em cảm ơn giám đốc ạ. Đừng cảm ơn tôi vội như thế, bởi vì tôi vẫn còn một điều kiện. Đó là An đi ăn với tôi một bữa thì tôi sẽ bỏ qua cho cô. Bao năm qua tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, dù tôi có đi ăn với cậu 100 lần hay 1.000 lần thì cũng thế thôi. Đấy, cậu xem đấy, tôi đã cố gắng bỏ qua cho cậu, nhưng mà xem ra cậu xui quá đấy. Hóa ra tôi là nạn nhân của tình đơn phương đây à? Huyền, tôi xin lỗi bà nhé, vì tôi mà bà ảnh hưởng đến công việc như thế. Để tôi gửi lại tiền lương một ngày cho bà. Thôi, không cần đâu, tôi tự lo được mà. Tôi về trước nhá. Bà bán nước cho khách đi. Thôi, tôi cũng đóng cửa quán luôn, không muốn bán gì hết. Ấy, tôi còn chưa gọi nước cơ mà. Cậu muốn uống thì đi quán khác mà uống, tôi không tiếc. Thế thì để tôi gọi điện cho chủ quán nhé. Cậu cứ việc gọi, cậu chỉ làm tự mất mặt cậu thôi. Thôi được rồi, hôm khác tôi sẽ tới. Tôi không tin ý là em đóng cửa được mãi.
Nếu đúng như trên địa chỉ trên tấm thiệp này thì đây đích thị là nhà ông An rồi. Mình phải hỏi tao mới được. Có ai nhà không ạ? Có ai nhà không? Dạ, em chào anh ạ. Anh ơi, anh cho em hỏi, đây có phải nhà của Hồng An không ạ? Đúng rồi. Cậu tìm vợ tôi có việc gì không? Sao cơ? Vợ à? Thì là vợ chưa cưới. Em cảm ơn ạ. Em xin phép, em về ạ. Cậu gì ơi? Cậu tìm vợ tôi có việc gì? Sao cậu không nói? Em ơi, hình như là có ai tìm em đấy. Giống như là shipper. Em có làm gì đặt hàng đâu mà shipper lại tìm chứ. Thì có anh này tìm em đấy. Cô là Hồng An đây sao? Đúng vậy, tôi là Hồng An đây. Mà cậu tìm tôi có việc gì đấy ạ? Thế có phải là tuần sau cô tổ chức đám cưới đúng không? Đúng vậy, tôi và anh ấy đã chọn ngày và chuẩn bị cưới. Mà sao anh lại hỏi như vậy ạ? Ôi, anh ơi, vui quá nhỉ, em phải giúp cho anh ơi. Cậu này, cậu làm cái gì đấy? Chết, em xin lỗi anh, tại em vui quá anh ạ. Tôi lấy vợ mà cậu vui à? Cậu bị làm sao đấy? Ôi trời ơi, em bình thường mà. Tại người yêu của em cũng tên là Hồng An, cho nên em cứ tưởng là... Tôi hiểu rồi. Ở đây ấy, cũng có một cô tên là Hồng An, nhưng mà cô ấy làm ở quán cà phê ở trên kia kìa. Để tôi cho cậu địa chỉ nhá. Ui, thế thì hay quá anh ạ. Em cảm ơn anh rất nhiều. Chào anh uống nước gì? Hay là để tôi lấy menu cho anh ạ? An, em không nhận ra anh à? Thì ra là anh Tân à? Anh uống nước gì? Để tôi lấy. Anh đến đây không phải để uống nước. Chỗ này chỉ có nước thôi, ngoài ra không còn gì khác. Anh đến đây là để gặp em đấy. Em có biết là thời gian qua anh đã tìm em vất vả như thế nào không? Anh tìm tôi làm gì? Lúc đi anh không nói một câu nào cơ mà. Anh... Đúng rồi đấy. Đi mà không nói lời từ biệt, mà nói là tìm người ta à? Ai mà tin được cơ chứ? Huyền, cậu cũng ở đây à? Ừ, thì tôi và An là bạn với nhau mà. Ngày nào mà tôi chẳng qua đây. Mà cậu nói đi, tại sao cậu đi mà không nói lời nào với chúng tôi thế? Thực ra thì tôi muốn chào mọi người, nhưng mà khi đó nhà tôi phá sản, tôi không muốn mọi người biết, nên tôi đã âm thầm cùng gia đình chuyển đến chỗ khác sống. Đến khi nhà tôi trả được hết nợ, tôi mới đi tìm mọi người. Nhưng mà đường xá bây giờ thay đổi nhiều quá, nhà các cậu cũng chuyển đi hết, nên đến bây giờ tôi mới tìm được các cậu đấy. Hóa ra là như vậy à? Thế thì tôi thông cảm cho cậu được, nhưng mà không biết ai như thế nào thôi. Thế nào là thế nào? Người đi không lời từ biệt thì người ở cũng chẳng hy vọng gì. Tôi vẫn chỉ xem cậu ấy như là bạn bình thường thôi. Có thật là bạn như người nào không đấy? Hay là trong lòng đã mừng thầm vì gặp lại cơ đó? Cái bà này, bà mà nói bệnh tôi đuổi bà về đấy. Thôi. Chứ gì đã đuổi tôi về rồi. Đuổi tôi về để hai người nói chuyện riêng chứ gì. Cái bà này, bà muốn chết đấy ạ. Đây, ông xem. Nó hung dữ như vậy đấy. Tôi không hiểu sao ngày xưa ông lại thích nó, mà lại không thích tôi nữa. Ai đây nhỉ? Thì ra là Tân Tùng Thiếu à? Tớ nghe nói nhà cậu phá sản, nợ nần khắp nơi. Cậu có về đây làm gì?